Mặc váy đi. Mẹ mặc váy nào? Mẹ con mặc váy. Con khoác vào thôi nha. Nên là nóng trọng. Tuổi trung niên và cao niên do tuổi tác và chế độ sinh hoạt thường gặp phải tình trạng yếu sinh lý. Thôi xong rồi. Các nhu cầu dẫn đến đời sống quan hệ tình dục giảm sút, hai vợ chồng luôn có gắt hay gã, tinh thần luôn căng thẳng không thể tập trung làm việc. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến dạn nứt hạnh phúc gia đình. Vợ chú năm nay cũng ngoài 40, rất xinh đẹp. Nhìn ai cũng tham mộ cả đông. Vợ chú nhìn vợ cũng không phải thì ai cả thích. Nhưng thực sự đang nói về vấn đề. Boy, what about the stadium?